Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng Long Cơ Nguyễn Châu em sẽ lên cho anh em tham khảo một bộ máy phát điện 5kg gia đình ha. Xài cái động cơ Yanma 3T 3 máy và cái cục demo mới của Ý ha. Demo 5kg 6. Ý. Thì ráp này là mình ráp như vậy, là bên em ráp là khung trọn bộ, khung gầm đồ là trọn bộ, là nó nằm nguyên khối ha, chứ không phải là rời, không có ráp rời ha. Còn ví dụ như anh em muốn ráp rời để cho mỗi lần mình tiện xài máy hay là xài cái gì đó thì nó lại là kết cấu khác và nó rẻ hơn ha. Còn cái này là nguyên khối, là chung chassis máy, chung đi bô chung hết. Còn rời là máy rời rồi thêm một cái bợ nằm ở dưới rồi bỏ cái demo lên, cái kia là rời ha. Đây, thì chân bệ đồ đây nè, bên em làm là theo nguyên bản zin đó. Đó anh em thấy không, chặt gốc zin theo đó. Sắt này là bên em làm là U10 ha anh em ha. Đó, U10 bô giảm thanh, bô rồi bô ngang, bô dẹp để giảm thiểu cái tiếng ồn tốt nhất có thể ha. Lượt dầu thì những cái động cơ bên em ráp thì thường là bên em lựa kỹ càng lắm anh em, tại vì nhiều khi anh em mình cái máy phát điện là nó khó một cái là nó lâu lâu nó mới cúp điện, mà khi mà cúp điện là đề cái nào phải nổ, chứ còn đề cái không nổ rồi là nó cực lắm. Tắt quá, đây tắt dừng cái bình bơm đó. Chết nước đây, bình dầu que đây của bác đây. Thì cũng có nhiều anh em bình luận là kêu là lắp thêm hai cái ổ khóm ở đây nữa, với lại làm cái automat ở đây, thì em có lắp thêm hai cái ổ cắm. Còn cái này là phần này là phần gỗ nha. Tắt dùng cái bình bơm hơi đó. Cái này là cái gỗ, còn cái này là cái automat. Thì anh em cứ ví dụ như thấy những cái mẫu này nó chưa hoàn thiện ở chỗ nào thì anh em có thể comment ở bên dưới cho em, và em sẽ càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa đó. Đây tăng dây cu ro đây đó, hai bộ hai bên bộ e đó. Thì càng ngày mình sẽ càng hoàn thiện hơn và gửi tới anh em những cái sản phẩm gọi là tốt nhất có thể. Sao mà lồng zin không gắn mà em lại làm nguyên cái lồng mới đó anh em thấy không, lồng mới là để em làm canh một cái đường nó đây nè, em làm không sát mí luôn đó, để tối ưu cái lượng gió hút ra hút vô đó. Thì anh em mình về mình xài thì chú ý cho em nhớt nhau rồi nước rồi vậy thôi, chứ đâu có cái gì đó. Thì đây nó cũng có đèn báo hết nè, nó cho em mở cái đèn chìa khóa lên thì nó sẽ báo hai đèn, đây là một cái là sạc, một cái là nhớt. Thường là em ráp là ở ngoài là sạc, ở trong là nhớt đó. Khi mà nổ máy lên thì hai cái đèn này nó phải tắt, còn nếu mà một trong hai đèn này sáng thì mình sẽ coi lại. Ví dụ như cái này mà nó sáng thì không sạc, còn cái này là nhớt dơ đó, hoặc là có thể liên hệ với bên em sẽ chỉ cho.
nổ. Này cái cọc nó em chưa có siết á. Anh em về mua cho em cái bình 45 cọc lớn ha. Bắt vô đây là y chang. Anh em nào có muốn ráp một bộ như vậy thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại em để trong phần miêu tả video ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn và anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Rồi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.